tháng 4, tháng có rất nhiều ngày lễ của đất nước. Nhưng bóng đá Việt Nam thì không ngừng nghỉ khi hai giải đấu V-League và hạng nhất quốc gia vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn, với rất nhiều điểm nhấn khó quên và cả những vấn đề cần rút kinh nghiệm sâu sắc dưới góc nhìn của các nhà tổ chức. Đầu tiên, hãy cùng điểm qua giải vô địch quốc gia V-League, sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ. Với 4 vòng đấu 4, 5, 6, 7 diễn ra trong tháng 4, sự phân cấp trên bảng xếp hạng bắt đầu xuất hiện. Mạch trận bất bại của các nhà quán quân V-League 2011, Sông Lam Nghệ An đã kéo dài lên con số 7, trong đó có 6 trận thắng. Điều này giúp họ đang vững vàng ở ngôi đầu với 6 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Hoàng Gia Lai. Có 4 đội bóng cùng đang được 10 điểm là Hà Nội TBT, Xi Măng VSM Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa và Đồng Nai. Vẫn còn 2 đội bóng chưa biết thắng cho đến lúc này là Kilo Bank Kiên Giang và BKM Bình Dương, trong đó đại diện đất thủ trở thành đội bóng đầu tiên đã phải thay huấn luyện viên. Cục diện trên bảng xếp hạng đã phần nào nói lên tính hấp dẫn và sự gay cấn trong mỗi trận đấu. Đi kèm với sự sôi động đó là rất nhiều những điểm nhấn khó quên. Điểm nhấn đầu tiên mà chúng ta cần nhắc đến là số lượng cổ động viên tới sân. Trong tháng 4, với 4 vòng đấu và tổng cộng 20 trận đấu, đã có tất cả 213.000 khán giả tới sân. Trung bình mỗi trận đấu có 10.650 cổ động viên, một con số đáng tự hào trong thời điểm này. Đóng góp về số lượng cổ động viên đông đảo này phải nhắc tới những cổ động viên của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khi họ luôn tới sân cổ vũ rất đông, không chỉ trên sân nhà mà cả trên sân khách. Để hình là trận đấu trên sân Hàng Đẫy, theo ước tính đã có hơn 10.000 cổ động viên Sông Lam Nghệ An có mặt trên khán đài. Bên cạnh đó, các sân bóng như Lạch Tray hay Thanh Hóa cũng luôn giữ được số lượng cổ động viên đông đảo. Khán giả đến sân đông là một tín hiệu vui, nhưng đi kèm với nó là những bài toán đặt ra với ban tổ chức các sân và cả ban tổ chức giải. Dù chưa để lại hậu quả nào nghiêm trọng, nhưng sự cố suýt vỡ sân trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn ở vòng đấu thứ 5 là một hồi chuông báo động cho công tác đảm bảo an ninh an toàn trong trận đấu. Chưa hết, khi sức hút từ các trận đấu lên cao, lần đầu tiên tại V-League, vé giả đã xuất hiện khiến nhiều cổ động viên ngậm đắng nuốt cay khi mất tiền mua vé nhưng không thể vào sân trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Xi Măng dưới sân Ninh Bình tại vòng đấu thứ 7. Đây rõ ràng là một vấn đề lớn mà nếu chúng ta không sớm giải quyết tận gốc sẽ khó lường hết những hậu quả sau này. Không thể phủ nhận, V-League đang diễn ra hấp dẫn, thậm chí không quá để nói rằng mùa giải năm nay đang khởi đầu hấp dẫn nhất so với vài năm trở lại đây. Ngày càng có nhiều những trận đấu với chất lượng chuyên môn cao và nhiều bàn thắng được ghi. Sau 20 trận đấu của tháng 4, đã có tổng cộng 62 bàn thắng, trung bình 3,1 bàn một trận, một con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, sự kịch tính của các trận đấu cũng đã phơi bày những điều hạn chế, những vấn đề dù không còn mới so với các mùa giải trước. Lối đá bạo lực của các đội bóng được thể hiện quá rõ qua số thẻ mà họ phải nhận. 20 trận đấu trong tháng 4 đã có 103 thẻ vàng, trung bình 5,13 thẻ trên trận, và 7 thẻ đỏ, trung bình 0,35 thẻ trên trận. Đây rõ ràng vẫn là những con số cao và được dự báo sẽ còn tăng lên khi giải đấu bước vào những giai đoạn quyết định. Công tác trọng tài cũng để lại một số vấn đề trăn trở khi ở 1-2 vòng đấu có những tình huống trọng tài xử lý sai sót. Điển hình nhất là hai quyết định sai lầm khi không công nhận bàn thắng đều trong trận đấu tại vòng 5 giữa Xi Măng VSM Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Bên cạnh đó, một vài trận đấu khác trọng tài cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ khi vẫn còn để lại những tình huống gây tranh cãi. Dù vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận 4 vòng đấu trong tháng 4 vừa qua đều đã diễn ra hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Đó có thể coi là những thành công bước đầu của các nhà tổ chức trong giai đoạn khó khăn. Song song với giải vô địch quốc gia, giải hạng nhất quốc gia dù khởi tranh muộn hơn một tuần nhưng cũng đang diễn ra hấp dẫn với khá nhiều bất ngờ thú vị. Chỉ có 8 đội bóng cạnh tranh cho 3 suất thăng hạng và 1 suất xuống hạng nên mỗi trận đấu đều mang một ý nghĩa quan trọng. Sau 6 vòng đấu được tiến hành, gần một nửa chặng đường của giải hạng nhất quốc gia đã đi qua. Đến lúc này, không có những cách biệt quá lớn trên bảng xếp hạng, ngoại trừ trường hợp của Hùng Vương An Giang, đội bóng đang dẫn đầu bảng sau 5 trận thắng, 1 trận hòa, hiện bỏ cách 5 điểm so với đội xếp thứ 2 Than Quảng Ninh. Ở phía cuối, hai vị trí thấp nhất đang thuộc về Hà Nội và TDC Bình Dương. Tuy nhiên, khoảng cách điểm giữa hai đội này với đội xếp thứ 3 từ dưới lên cũng chỉ bằng hoặc ít hơn 1 trận thắng. Kết thúc 6 vòng đấu tại giải nhất quốc gia, trong đó có 4 vòng đấu diễn ra trong tháng 4. Nhìn chung, giải vẫn duy trì được những sức hút nhất định. Các trận đấu đều diễn ra sôi nổi, nhiều bàn thắng được ghi. Đã có tổng cộng 69 bàn thắng được ghi cho đến hết vòng đấu thứ 6, trung bình 2,87 bàn một trận. Tại giải nhất quốc gia, các trọng tài đã phải rút ra trung bình 4,96 thẻ vàng và 0,29 thẻ đỏ một trận. Điều đáng mừng khi dù chỉ là giải nhất, nhưng số khán giả đến sân trung bình cũng lên đến hơn 3.000 người một trận, một con số khá ấn tượng so với chỉ hơn 2.000 khán giả một trận ở mùa giải trước. Chỉ còn một lượt đấu nữa, giải nhất quốc gia sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi. Và lúc này, người hâm mộ cũng đang chờ đợi những cuộc đua hấp dẫn ở sân chơi này khi các đội bóng bước vào giai đoạn lượt về.